Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại quốc lộ 30 thuộc thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và tình cờ thì Bùi Hồ vô ăn ở trong cái quán này nè cô bác quý anh chị. Thì gặp một cái bạn gái này tuổi cũng còn rất là trẻ, đang ngậm một cái đứa bé đi trùm một cái khăn đi bán vé số. Bây giờ anh hỏi tìm hiểu hoàn cảnh của em. Em tên gì? Dạ em tên Huyền. Hả? Dạ em tên Huyền. Tên Huyền hả? Dạ. Tên đeo này vô. Hiền năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 23. Vô trong ngồi đi em. Ủa sao mà lại ẩm đứa bé đi bán vậy? Dạ tại em không có tiền mua sữa thì con. Không có tiền mua sữa hả? Dạ. Người chồng em đâu? Dạ chồng em nó bỏ em rồi. Chồng em bỏ em hả? Dạ. Con em mấy tháng rồi? Dạ con em 3 tháng mấy. 3 tháng mấy rồi? Vì sao bỏ? Tại nó chơi em nghèo hả? Chơi em nghèo? Dạ. Nhà em ở đâu? Nhà em ở trên An Phong á. Hả? Nhà em ở trên An Phong. An Phong. Gửi cho ba mẹ em rồi em đi bán mình. Dạ mẹ em cũng khổ. Kẹt cây gớm này kia. Mẹ em cũng khổ, kẹt cây gớm này kia cũng đi bán số. Mẹ em cũng đi bán số. Dạ. Em với chồng mình có mấy người con? Dạ em được 2 đứa con. 2 người con. Người đứa lớn này bao nhiêu tuổi? Dạ đứa lớn được 2 con mấy rồi. 12 tuổi mấy? Được 2 tuổi. Gần 2 tuổi. Dạ. Đứa này mới có 3 tháng mấy thôi. Dạ. Từ đây lên Thăng Phong thì cũng mười mấy cây số. Dạ. Nhưng mà em bán như thế này lâu chưa? Bé mới có 3 tháng mấy mà. Dạ em bán cũng được tuần lễ rồi. Tuần lễ rồi hả? Dạ. Trước đây cái công việc của em là làm cái gì? Lúc mà em còn sống với chồng em á. Dạ em cũng bán vé số. Cũng bán vé số luôn. Dạ. Rồi bây giờ chồng em bỏ em đi luôn, có người khác hay là sao? Dạ, chắc vậy. Nó đi làm xa. Đi làm ở đâu? Nó đi làm ở ngoài Bình Chánh rồi, nó bỏ em nó đi luôn rồi. Dạ, có liên lạc không? Dạ không. Em lập gia đình hồi năm bao nhiêu tuổi? Dạ, 16, 17 vậy đó. 16 tuổi là lập gia đình rồi? Dạ. Ủa, lúc đó có làm đám cưới không? Dạ, có. Có giấy kết hôn không? Dạ có. 16, 17 tuổi sao làm giấy kết hôn được? Em cũng nhớ mà. Cũng nhớ hả? Dạ. Rồi ẵm bé gì, rồi bé nó say nắng rồi sao, rồi nó bệnh sao? Dạ giờ khổ quá biết sao giờ. Sao em không gửi nhà trẻ? Nó bú sữa mẹ không à. Bú sữa mẹ không à? Dạ. Mới có 3 tháng mấy thôi. Ngày bán được hơn 100 tờ. Dạ bữa nay em bán có 220. 220. Dạ. Lội bộ thôi hay đi xe buýt xuống đây? Dạ có khi lội bộ, có khi đi xe bắp. Có khi lội bộ, có khi đi xe buýt. Dạ. Em bán từ mấy giờ đến mấy giờ? 11 giờ hết, có khi 12 giờ. Người ăn uống thì sao? Rồi em bé uống sữa nó là sao? Dạ em ăn ở nhà rồi em mới đi bán. À, ăn ở nhà rồi mới đi bán. Chồng em bỏ em mấy tháng rồi? Cũng được 5 nha. 1 năm rồi hả? Dạ. Bỏ 1 năm rồi sao bé này có 3 tháng? Dạ nó bỏ hồi lúc có mang bầu tới giờ. Lúc em mang bầu là chồng bỏ rồi? Dạ. Quê chồng ở đâu? Dạ quê chồng ở Tân Thạnh. Tân Thạnh. Ba mẹ, em nói ba mẹ ruột là làm gì? Dạ ai mướn gì thì làm mấy. Em có mấy anh chị em? Dạ em có một thằng em, nó cũng bán số nữa. Thằng em bán vé số nữa? Dạ. Bé tháo tỉnh quá luôn rồi nè. Chỉ uống sữa thôi hả? Dạ. Đi nắng từ mưa, nắng rồi mưa, nắng mưa rồi sao? Dạ thì em bận mưa vô cho con. Bằng áo mưa cho con, lên nhà rồi. Dạ. Sáng giờ bán còn nhiêu tờ? Dạ, còn nhiêu đây nó hết rồi. Nhà em ăn ở An Phong ở chỗ nào? Dạ, chỗ bến đò Thanh Bình cũ. Bến đò Thanh Bình cũ. À. Năm nay mới 23 tuổi thôi, 2 người con. Dạ. Thì chồng thấy khó khăn quá, chồng bỏ đi luôn. Dạ. À.
trưa nắng này em không kiếm chỗ nào em nghỉ? Dạ em nghỉ nãy giờ rồi, rồi mới đi bán tại vì còn sốt. Em nghỉ ở đâu? Chỗ cái chỗ khúc mát nó đắng. Nói chung là mệt rồi nghỉ mệt. Mệt là nghỉ? Dạ, cho con nó bú nữa. Lũi vô quán hay là kiếm gốc cây nào ngồi? Dạ có khi nãy lũi vô quán. Mà bé nó cũng dễ quá mà. Ở nhà ba mẹ không có đất cát gì hết hả? Dạ. Rồi chồng không có điện thoại, không có gửi tiền lại cho bé luôn. Dạ không. Có liên lạc được với chồng không? Dạ không luôn. Bán nay cũng năm mấy rồi hả? Dạ bán được có mới bán hồi mỗi lần em có bầu thì em không có bán, đẻ rồi xong rồi bán rồi mới bán. Nói chuyện khách vô luôn. Em có ước muốn gì không? Dạ. Em có ước muốn gì không? Em muốn để cho con em đừng cực khổ nữa. Hả? Em ước muốn em có tiền, em không cho con em cực khổ nữa. Ba dạ, tuổi. Trai. Ba tuổi này gửi nhà trẻ tao không nhận được không? Ba dạ. Tháng tuổi chứ. Trời ơi. Mỗi lần nhắc lần cái muốn khóc mà thấy ẩm rồi đuổi 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 gì đó. Bé kia 2 tuổi thì ở nhà ở với ai? Ở với ông ngoại. Ở với ông ngoại hả? Dạ. Ông ngoại giữ. Dạ. Còn bà ngoại thì đi hai thôi gì làm đó. Dạ bà ngoại nó cũng bán số nữa. Có khi bán số mà mấy hôm nay không có tốt một tờ được. Rồi nó đi bán số. Nếu như có một cái số vốn nào đó em ở nhà có thể bán trái cây gì được. Khỏi đi bán số. Hay là thích bán số hơn? Dạ bán trái cây thì ơi. Mà nãy nhìn cái hình dáng của em, anh thấy thương ghê á. Có nghĩa là đứng ở trong cái quán cơm này nè, coi mọi người có đói bụng chưa, ăn cơm không? Ăn cơm không anh? Anh đã. Dạ không, em không có đói. Dạ, em cũng như vậy. Dạ. Ngày sáng ở nhà ăn cơm trước, rồi bán xong rồi về nhà mới ăn luôn chứ không có ăn cơm ở quán. Dạ. Sợ tốn tiền ha. Dạ, để thầy mua tả mua sữa cho con. Để dành mua tả mua sữa cho con. Đây nó bị rớt tiền ra kìa. Mỗi một tháng chi phí tiền tả sữa cho con là bao nhiêu tiền? Dạ mấy trăm ngàn. Dạ mấy trăm ngàn. Trăm ngàn. Em bé này vẫn còn bú sữa mẹ mà đúng không? Dạ. Có con gái lớn của em á, uống sữa bịch. Còn ở đó mấy bao nhiêu tờ nữa? Đi rồi đi chỗ rồi nữa, nhiều người đem tiền lên đưa cho cổ. Cái gì? Cái gì? Bà nói vậy. Ăn cổ bán phiếu cho. Ở đó còn bao nhiêu tờ nữa? Dạ, còn mấy chục tờ. Hả? Còn mấy chục tờ. 20 tờ đi. Dạ, em cảm ơn. Chị bé chỉ có mới có 3 tháng tuổi thôi. Còn bé lớn thì có 2 tuổi à. Chồng bỏ rồi. Lớn 2 tuổi trời nha. Bạn hỏi nó ra đâu mà. Ở An Phong. An Phong này đó ha. Ấp nhất cái ấp gì? Dạ ấp nhì.
ít gì em không. Còn còn 20 tờ đó bao nhiêu đó bán chắc mau rồi hả? Dạ, để cắm đó gấp thì... không sao, để đó đi, con lấy. Gấp thì em đâu có ấy được đâu. Anh tặng cho em nè. Dạ, em cảm ơn. Ngày nào trúng số đổi đời, không phải anh tặng. Dạ, em cảm ơn. Chiều nay trúng... Nhớ nó quay lại là hát nó ra đây không? Dạ. Rồi chồng không có điện về, không có gửi về luôn hả? Dạ không. Ngày xưa là quen hay là làm mai? Dạ, con làm mai, con nó được lắm. Nó biết lo, à. Biết mạng. À. Dạ, bà ngoại nó cũng kẹt tiền góp rồi đi bán số góp cho người ta. Mà lớn rồi, mới có 3 tháng tuổi phải cùng với mẹ đi đầu đường xó chợ mưu sinh rồi. Ê, mẹ ra cái gì cho mở bộ. Lúc đầu á thì mình cứ nghĩ rằng là em hẳn cho mình uống cho mọi người nhưng mà thấy thương được. Dạ em uống cho mẹ. Bây giờ cho bé ấy hả? Có đem nước theo uống không? Dạ có, trà đường. Trà đường đâu? Dạ em để cho em hả? Em bé cho nó uống nước. Các mẹ uống sữa gì sao nhiều khi mặn á. Mỗi ngày vậy chi phí gì còn dư được nhiêu Huyền? Dạ em còn mua đồ ăn tiếp gia đình. Bán ngày cũng có khi 100 mốt, có khi 220. Còn được mấy chục đường, bột ngọt, nước màu, rồi gạo, rồi đồ ăn. Cho uống nước đường hả? Dạ, trà đường á. Trà đường. Không chịu uống nước lạnh. Rồi đi, em cho bé ngồi đi. Đứng mới uống được hả? Dạ. Nó đòi đi không à. Ngồi một chó không chịu. Rồi mưa gió hay sao? Dạ mưa thì đục mưa chứ biết sao giờ. Dạ hết rồi. Chị muốn ủng hộ vài tờ đi. Em có điện thoại không? Có số điện thoại không? Dạ không, em không xài điện thoại. Không biết xài điện thoại? Dạ. Không có số điện thoại luôn? Dạ. Rồi mọi người muốn liên lạc với em thì như thế nào? Thì thằng em nó có xài điện thoại, nó không liên lạc. Chỉ có ước mơ sao mà có tiền để nuôi cho bé thôi đúng không? Dạ. Ví dụ như mà anh muốn tìm em thì nói em ở đâu? Dạ em ở hỏi bà Quyên bán số ai cũng biết chứ. Hỏi ai? Hỏi mẹ Quyên bán số là ai. Mẹ Quyên bán với số. Ngay chỗ bánh đồ cũ của... Bánh đồ Tân Bình cũ. Bình cũ, ở bên Nam Phong. Dạ. Mới có 20 mấy tuổi thôi. Trước đây thì chồng em làm cái công việc gì? Nó cũng mặn hồ, ai muốn gì làm ấy. Có nhậu nhẹt gì không? Dạ nhậu, ăn nhậu tối ngày vậy đó. Ăn nhậu tối ngày luôn hả? Dạ. Thông qua clip này em có muốn nói lời nào với chồng em không? Không. Có muốn chồng quay về không? Em muốn một mình em nuôi con được rồi. Hả? Em muốn một mình em nuôi con được rồi. Nhưng mà nuôi vậy thì vất vả, vất vả quá. Bây giờ 12 giờ trời nắng rồi mọi người, nắng nóng lắm. Thôi bây giờ chuẩn bị đi bán chứ tiếp hả? Dạ. Thôi em đi bán đi ha. Dạ, thì đây là tình cờ vừa hồ gặp được em Huyền thôi. Trên cái đoạn đường quốc lộ 30 cô bác quý anh chị để chia sẻ cô bác quý anh chị biết ha. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ạ. À.